Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 3 tháng 3, Ban chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU tỉnh Kiên Giang có buổi tiếp và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện An Biên theo kế hoạch số 02 ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Ban chỉ đạo về IUU tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Quốc Anh, Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực IUU tỉnh chủ trì buổi làm việc. Huyện An Biên có 235 tàu cá, trong đó có 148 tàu đánh bắt vùng khơi, 40 tàu đánh bắt vùng lộng, 47 tàu đánh bắt ven bờ. Từ đầu năm 2022 đến nay, có 37 lượt tàu cá làm thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản. Còn lại 10 tàu chưa liên hệ được với chủ tàu do đang đi khai thác, đã đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền vận động chủ tàu gia hạn giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Trường hợp cố tình không thực hiện, khi phát hiện khai thác mà giấy phép khai thác đã hết hạn sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Tuyên truyền, vận động và bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 100% đối với nhóm tàu cá phải lắp đặt theo quy định. Bên cạnh các chủ tàu thực hiện tốt thì vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm việc khai thác hải sản bất hợp pháp theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu EC. Tàu mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn triệt để. Đối với các chủ tàu và tàu cá có hộ khẩu tại An Biên, tuy nhiên lại sinh sống và neo đậu tàu tại địa phương khác, hoặc các tàu đã mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa sang tên, chưa xóa đăng ký, nên công tác quản lý gặp khó khăn. Nhóm tàu từ 6m đến dưới 12m do huyện quản lý, một số tàu đã hư hỏng, giải bản, bán về địa phương khác, nhưng chủ tàu không chủ động làm thủ tục xóa đăng ký theo quy định, vân vân. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Quốc Anh đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm trong thực hiện chống khai thác IUU trên địa bàn huyện An Biên trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khi bị cảnh báo thẻ vàng, toàn bộ lô hàng thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của Việt Nam bị kiểm tra khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu EC. Chi phí xuất khẩu tăng lên, từ đó giá sản phẩm khai thác thủy sản của nước ta giảm, doanh thu giảm, hiệu quả kinh tế khai thác giảm, đời sống ngư dân gặp khó khăn. Ngoài ra, việc bị cảnh báo thẻ vàng cũng như việc khắc phục thẻ vàng chậm, không hiệu quả sẽ làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, vị thế quan hệ ngoại giao của Việt Nam nói chung và ngành thủy sản nói riêng trên các diễn đàn khu vực và thế giới. Nếu không giải quyết được các vấn đề về khai thác IUU, Việt Nam sẽ bị xác định là quốc gia không hợp tác và có thể sẽ bị áp dụng biện pháp thẻ đỏ. Trường hợp bị áp dụng biện pháp thẻ đỏ thì tất cả sản phẩm thủy sản từ khai thác của Việt Nam sẽ bị cấm xuất khẩu vào EU. Các thị trường khác có thể sẽ áp dụng biện pháp tương tự với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Khi đó khai thác thủy sản đã khó khăn rồi thì càng khó khăn hơn. Từ ngày hôm nay, các đồng chí, từ trong cái thời giai đoạn 180 ngày này, tôi đề nghị là các đồng chí phải luôn lưu tất cả những cái hồ sơ làm việc, các cái biên bản xử lý hành chính, tất cả phải bằng giấy tờ hết nha, chứ không có bằng chung chung đâu. Xử lý phạt như nào để khi các đồng chí đóng gói lại để đó, để chuẩn bị đoàn kiểm tra người ta qua. Đoàn kiểm tra người ta qua, người ta coi là đâu phạt thì giấy đâu, quyết định phạt đâu, rồi xử lý là biên bản đâu, rồi ai xử lý, thời gian nào xử lý, tên chủ tàu là gì, phải tất cả phải có hết. Nếu vậy thì mới gọi là thực thi pháp luật. Còn một mặt nữa là công tác nhân vận, như các ông chỉ nói đó, là cũng phải gần gũi, cũng phải chia sẻ đó. Rồi mình xác định ra là những cái đối tượng mà có nhiều tiềm ẩn các nguy cơ vi phạm bao nhiêu, để mình tiếp cận, để mình trao đổi, để mình mà làm công tác nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Quốc Anh yêu cầu địa phương quản lý chặt chẽ các đối tượng, nắm chắc địa bàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng các hình thức truyền thông phù hợp, chi tiết để thông tin, tuyên truyền, động viên, hướng dẫn ngư dân, chủ tàu hiểu một cách sâu sắc các quy định của luật thủy sản, thực hiện các cam kết điều ước quốc tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.